Quan điểm nghề nghiệp của 9x tốt nghiệp loại giỏi FTU được offer lương 38 triệu. Sự nghiệp như đá bóng, sau 2 năm không đạt vị trí nên nhảy việc tìm cơ hội tốt hơn. 29 tuổi, ra trưởng 7 năm, kinh qua 4 công ty. Các công ty mà chàng trai tốt nghiệp FTU loại giỏi từng làm việc hầu hết đều là các tên tuổi lớn như Lazada, Unilever, Grab. Điều này khiến ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DH Food thốt lên. Mỗi công ty chỉ làm một đến 2 năm, em có nghĩ mình nhảy việc hơi nhiều không? Xuất hiện trên chương trình cơ hội cho ai, Hu Chen, chàng trai sinh năm 1993 Hà Trung Phong bày tỏ rất thẳng thắn về quan điểm nhảy việc. Trung Phong là cử nhân loại giỏi chuyên ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Trung Phong sở hữu bề dày kinh nghiệm làm việc với hơn 7 năm làm trong lĩnh vực thương mại điện tử và bán lẻ ở nhiều vai trò khác nhau: chuyên viên, trưởng bộ phận và hơn 3 năm trong lĩnh vực bán hàng xuyên biên giới tại thị trường Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Theo giới thiệu của bản thân, anh từng tham gia nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ giúp các nhà bán hàng. Đối tác Việt Nam đạt doanh thu trên 5 triệu USD sau 3 tháng ra mắt. 29 tuổi, thời điểm quay chương trình là năm 2022, ra trường 7 năm, kinh qua 4 công ty. Các công ty trung phong từng làm việc hầu hết đều là các tên tuổi lớn như Lazada, Unilever, Grab. Điều này khiến ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DH Food thốt lên. Mỗi công ty chỉ làm 1 đến 2 năm, em có nghĩ mình nhảy việc hơi nhiều không? Chàng trai đến từ Phú Thọ đính chính đã làm tại Lazada 3 năm, Junior Liver nửa năm do chương trình có giới hạn, Gzap và công ty hiện tại thì anh làm việc gần 2 năm. Em hay so sánh công việc như đá bóng. Cầu thủ trong một đội bóng nhỏ khi đã phát huy hết khả năng của mình rồi mà chưa đạt được danh hiệu lớn hơn thì nên ra đi để đạt được danh hiệu cao hơn. Trung phong bày tỏ về quan điểm nhảy việc. Trong cuộc đời làm kinh doanh của mình, em đã bán sản phẩm gì rồi? Em nghĩ ngoài những sản phẩm đó em còn có thể bán được sản phẩm gì nữa? Ông Nguyễn Thanh Quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi gỡ giúp đặt câu hỏi. Trung Phong cho hay trong quá khứ anh đã bán sản phẩm của Tập đoàn Đa Quốc gia nơi anh từng làm việc. Hiện tại, anh đang cộng tác cùng một người bạn để bán mặt hàng thời trang online. Với Phong, chỉ cần là sản phẩm có nhu cầu tiêu dùng, anh nghĩ mình đều có thể bán được, miễn sản phẩm đó không hại mình, hại người. Theo anh, người bán hàng nên đặt nặng cái tâm lên trên các kỹ năng còn lại. Trung Phong cũng cho biết sau khi tốt nghiệp loại giỏi đại học ngoại thương, anh đã xác định sẽ theo đuổi ngành thương mại điện tử. Phần vì đam mê, phần vì xác định nó sẽ trở thành xu hướng. Hiện tại, anh đang là manager phụ trách kinh doanh. Trong tương lai, anh mong sẽ vươn lên vị trí giám đốc và tổng giám đốc kinh doanh. Kết thúc chương trình, Phong nhận được hai offer từ sếp Elite cho vị trí phụ trách sàn thương mại điện tử với mức lương 30 triệu đồng và từ DH Food cho vị trí quản lý kênh thương mại điện tử với mức lương 38 triệu đồng. Phong quyết định từ chối mức offer 38 triệu đồng từ xếp Dũng vì chưa sẵn sàng đưa cả gia đình bay vào thành phố Hồ Chí Minh nhận việc. Anh đầu quân về Elite cho vị trí phụ trách sàn thương mại điện tử với mức lương 30 triệu đồng. Sếp Lưu Nga của Elite cho biết vị trí của anh có thu nhập ngoài lương theo chính sách của công ty và thương hiệu. Chính sách của công ty và thương hiệu có thu nhập khá cao, có nhiều chế độ đãi ngộ và lợi ích khác. Điều quan trọng là có nhiều cơ hội như chị nói đây chỉ là thu nhập ban đầu mà với mục tiêu lớn của em thu nhập mấy triệu hoặc vài chục triệu không phải vấn đề sếp lưu nga chia sẻ